đội đã cùng đem dây, đưa dây, đu dây để vượt qua những mỏm đá rất là cao. Em cảm thấy đây thoải mái, lại mọi người luôn luôn tích cực với đoàn kết với nhau. Nào là núi dốc rồi trơn, nào là lúc lên trên cao á thì là rất là khó, rất là mỏi chân. Mọi người ở đây hầu như là rất là mệt và cũng rất nhiều bạn bị thương giống như em. Nhưng mà hầu như là ai cũng đứng lên, vượt qua những cái cơn đau, vượt qua những cái khó khăn mình mà đứng lên đi tiếp. Bây giờ em rút ra được một cái bài học vào. Đừng bao giờ từ bỏ khi mà mình còn hy vọng. Em cảm giác rất là vui khi chinh phục được nguyên cái núi này. Lúc này em có đói lắm không? Cũng đói, nè ăn mì ngấu nghiến. Với lại chị ơi, em đang đi bị hai con kiến lửa nó cắn bên hai cái chân, mỗi con cắn một cái nhưng mà đau lắm. Đây là được trải nghiệm đi leo núi rất là thú vị và cũng được trải nghiệm kiếm sắn nữa. Xung quanh triền đảo giáp biển, ngoài bốn làng chài và những vườn cây ăn trái, còn lại là rừng nguyên sinh với ít cây cổ thụ, nhiều cây nhỏ và dây leo. Động vật chủ yếu có khỉ, sóc, chim, một ít kỳ đà và trăn. Và theo lời người hướng dẫn thì thăm động cao nhất trên đỉnh 405m rồi chúng ta sẽ xuống cái động là Mai Dương Kiếm Pháp. Đó là cái nơi tu tịnh của những vị là từ phương xa tới đây tu, là ngồi tu tịnh rất khắc khổ. Những người là đến đây từ 3 năm là 5 tháng, 6 tháng, nhưng mà họ đều có kỷ niệm là trên một cái cây chinh tế, trên nắp dung của cái hang động Ma Thiên Lãnh đó. Tương truyền ngày xưa, trên đỉnh Ma Thiên Lãnh có một tảng đá bằng phẳng với phong cảnh xung quanh rất đẹp, nên nhiều tiên nữ thường xuống vui chơi. Tên gọi Sơn Tiên là một bảo chứng cho câu chuyện đó. Ngày nay, khi con người đã đến đây khai phá, trải qua hàng trăm năm, thỉnh thoảng có những tu sĩ theo thuyết khổ hạnh lên Sơn Tiên tu thiền. Họ ẩn cư trong một hang đá có các dòng chữ Ma Vương Kiếm Pháp. Cuộc đời, tính tình và cách hành xử của những người này được người dân truyền miệng với những câu chuyện nửa hư, nửa thực. Nhưng chúng tôi đã không thể đến thăm và kiểm chứng được truyền thuyết ấy, vì cả người dẫn đường cũng bị lạc đường trong ngày hôm nay. Và lần theo một lối mòn mới, chúng tôi xuống núi. Chinh phục đỉnh Ma Thiên Lãnh có thể đi theo hai con đường. Hầu hết mọi người lên đỉnh đều chọn con đường mà chúng tôi đã leo. Chính sự lạc đường tình cờ này đã giúp cả đoàn biết thêm con đường thứ hai lên núi. Con đường đi về khó khăn hơn so với con đường đầu vì nhiều dốc đá và cây rừng rậm rạp hơn. Thử thách dành cho các chiến sĩ đã hoàn tất. Điểm dừng chân thật quen thuộc vì đó chính là bãi bàn, nơi các bạn được huấn luyện trong ngày thứ hai khi ra khơi. Kết thúc chuyến đi lên rừng xuống biển là một đêm văn nghệ đầy ý nghĩa. Các chiến sĩ hóa thân thành những nghệ sĩ, còn các em nhỏ ở đảo đón thêm những người bạn mới. Niềm hân hoan động lại trên khuôn mặt các em. Dân vũ là những động tác dân gian được mô tả bằng âm nhạc và những điệu múa. Nhưng mà nét độc đáo riêng của dân vũ đó là những động tác này hút hồn của thanh thiếu niên. Và hiện giờ thanh thiếu niên trên thế giới người ta bắt đầu quan tâm tới dân vũ. Chúng tôi đã học được cái điệu dân vũ từ Hàn Quốc, Brazil, Nhật Bản và rất nhiều nước trên thế giới. Các bạn luyện tập một bài như vậy thì thường là 2 ngày. Nhưng trong lần này là một hành trình chỉ có 9 ngày thôi. Cho nên là trong 2 ngày các bạn phải khổ luyện từ 5 giờ sáng và cho tới 10 giờ đêm để liên tục. Một thông điệp đó là tình cảm của các bạn ở thành phố đến với trẻ em khó khăn để các bạn hiểu, chia sẻ và đặc biệt là mang lại niềm vui cho mọi người, chính là mang lại niềm vui cho chính mình. Và các bạn khi trở về các bạn tự hào rằng mình đã làm những việc rất có ích. Từ những việc nhỏ nhất thì các bạn sẽ được làm những việc lớn hơn rất là nhiều. Chuyến hành trình đến với Kiên Giang vậy là đã trải qua được ngày thứ ba. Mới ngày nào bỡ ngỡ với vùng đất mới, giờ đây các chiến sĩ đã bình định nói lời chia tay.
giờ chia tay đã đến bạn ơi, mới đây thôi ta còn với nhau. Giờ chia tay đã đến bạn ơi, mới hôm qua ta cùng với nhau, tay trong tay vai sát vai ta chung đường. Này bạn thân ơi, giờ này chia tay và xin nhớ, trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm, dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách, và xin nhớ nhau từ đây. Sáng ngày hôm đó, trước khi diễn ra buổi lễ, chúng tôi đã đến với nhà ba mẹ nuôi của các chiến sĩ. Bà con bị ngủ với tao rồi. Thế thì chế chia tay. Quý vị thân mến, vậy là các chiến sĩ nhỏ của chúng ta đã trải qua 3 ngày ở đảo Hòn Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Và lúc này đây, Tiểu Hạnh đang có mặt ở gia đình của ông Nguyễn Văn Diệp. Và tại đây thì có nhận nuôi 8 bạn trong tiểu đội 4. Và bên cạnh Tiểu Hạnh là một bạn tên là, biệt danh là Bill. Thì em có thể nêu cảm nghĩ của em khi mà 3 ngày ở với lại gia đình nuôi? Giờ mấy ngày đầu em có về cũng bỡ ngỡ, chưa có gọn gàng. Nhưng mà mấy ngày sau giờ được mẹ... nói chung là có tình đường của ba mẹ với lại hai đứa nhóc này cũng hướng dẫn, cho nên tụi em thấy rất là vui và hạnh phúc. Và hôm nay ngày chia tay thì tụi em thấy rất là buồn, bởi vì còn có chưa đến một tiếng nữa là tụi em phải chia tay Hòn Sơn, gia đình nuôi, để trở về Kiên Giang và chuẩn bị về thành phố Hồ Chí Minh. Với lại những thành viên ở trong gia đình thì em nhớ nhất là điều gì? Giờ em nhớ nhất là đá bào siro buổi trưa với buổi chiều mà mẹ làm cho tụi em ăn. Chúng tôi đến nhà ba mẹ nuôi của Doraemon thì thấy cậu đang chụp hình với mọi người. Anh nào cũng nhõng nhẽo hết à. Có nhiều anh ăn đũa cũng không muốn được nữa, phải lấy muỗng ăn. Cũng chịu luôn. Rồi hỏi con à, bữa nay con ăn gì? Bà ơi, chiên trứng cho con ăn đi, con khoái trứng. Rồi là thịt heo đem ra, đứa nào cũng mừng hết. Tôi ngày nào cũng không găm mặn thì kho. Kho hầm hôm qua kho một nồi trứng vịt với thịt heo về, anh nào nấy khoái quá trời, ăn hết nồi cơm rồi tới cơm cháy luôn. Này chụp lại quanh cái nhà này để nhớ coi. 31 đi thăm nè.